Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Sập 88. Trước mặt các bác đây là chiếc gian SCR1 đời 2019. Thì nhân kỷ niệm là năm mới Canh Tí 2020 thì Shop 88 một chương trình sale khuyến mãi 3 ngày duy nhất dành những khách hàng đang mê xe đến hết ngày 31 tháng 12. Thì chiếc gian SCR1 đây màu đen đỏ 2019. Cấu hình của xe là khung nhôm, khung mùi hàn, dây âm sườn, bộ chuyển động là Shimano Sora, cùi đế sau Shimano Sora, mayer là mayer gian, vành gian, xăm lốp gian, yên là Contech, kỳ đồng Contech, tay đề là Shimano Sora. Hiện tại chiếc xe đạp là gian SCR1 2019 màu đen đỏ. Hiện tại Shop 88 đang bán sale giảm giá từ 18 triệu đồng xuống duy nhất giá gốc và cận giá nhất cho các khách hàng xe chỉ còn 14.500.000 đồng. Khi các bác alo trực tiếp online 0933 522 186 cũng như 0936 307 307 thì giá trước bán này, chiếc xe này sẽ được còn 14.500.000 đồng duy nhất cho những khách hàng nào may mắn trong 3 ngày. Thì hết ngày 31 tháng 12 các bác nhé. Đây là giá sốc nhất từ trước nay. Các bác có thể gõ Google gian SCR1 2019 để kiểm tra giá bán. Còn về cấu hình chiếc xe này thì các bác này nhìn đầu tiên quả yên Contech của nó là yên chuẩn dòng đua này. Pedal là pedal well go nhé, dòng M248DZ. Cọc yên là cọc yên nhôm đúc này, gian. Xe sử dụng là khung nhôm và dây âm sườn, đó là cao cấp. Dây âm sườn. Đùi đĩa của xe sử dụng đùi đĩa rỗng, đúc rỗng, bạc đạn các bác nhé. Còn cùi đề đằng trước là Shimano Sora, để đằng sau là Shimano Sora. May lip sử dụng lip Shimano. Six sử dụng Six Shimano, Six KMC các bác nhé. Mayer sử dụng Mayer gian, vành là sử dụng vành gian, SCR, xăm lốp sử dụng xăm lốp gian, 700x25C chống nước 120 PSI, củ phanh Shimano Sora, củ phanh trước cũng là Shimano Sora, tay đề là Shimano Sora các bác nhé. Tay đề Shimano Sora, Mayer trước gian. Chiếc xe này rất là cao cấp. Bộ group là full Shimano Sora, giá bán chỉ có 14.500.000 đồng đến hết ngày 31 tháng 12 và một chiếc duy nhất dành cho khách hàng nào may mắn đã khi đặt xe này. Các bác hãy alo trực tiếp online 0933 522 186 để hàng xe này. Kiểu này ân hận như những khách hàng được trước khi BM đã bán xả hàng giá thực tế là giả. Nhưng mà các bác không tin nên khi BM bán sạch hàng thì các bác mới gọi điện đặt hàng thì lúc đấy giá đã quay này về giá cũ các bác nhá. Vì thế các bạn nào đang có ý định mà mua dòng xe đạp cao cấp thì đừng bỏ qua cơ hội săn dòng xe đạp thể thao giá rẻ chưa từng có. Đó là mẫu gian SCR1 2019 màu đen đỏ, giá 14.500.000 đồng. Bạn nào đam mê xe hãy alo trực tiếp online 0933 522 186 như truy cập website xe88.vn. BM có tất cả đầy đủ các mẫu xe. Dòng xe này thì bộ đề rất là nhạy, Sora mà các bác, group là Shimano Sora hết nhá. Dòng gian này rất là chất lượng, quay rất êm, trục bi là bạc đạn hết các bác nhá, không phải bi rơi, đóng đua bi bạc đạn. Bạn nào ý định mua xe alo trực tiếp hotline 0933 522 186. Các bác nhớ đăng ký kênh để được nhận được video sớm nhất cũng như là comment bình luận dưới video để góp ý để video sau hoàn thiện tốt hơn. Xin chào các bác.